Tổng hợp những tin độc lạ hot trên thế giới. Cụ ông U40 có bụng 8 múi và cơ bắp cuồn cuộn, tóc đen như trai trẻ. Joe Hebin, gần 80 tuổi sống ở Trùng Khánh, Trung Quốc từ lâu đã khiến mọi người ngưỡng mộ và khâm phục. Nhiều năm qua, ông vẫn thường xuyên cởi trần, tập các động tác khó và bò xuống từ các bậc thang cao để rèn luyện thể lực. Ông cho biết bản thân tập thể dục từ năm 20 tuổi. Ở tuổi U40, không chỉ sức bền vẫn tốt mà Joe Hebin còn giữ được mái tóc đen và dày, làn da trắng, cơ bụng 8 múi, mắt tay và chân cuồn cuộn. Theo lời ông, bí quyết có được thể trạng tốt và sức khỏe dẻo dai như vậy là nhờ tự tập luyện. Ông không dùng bất cứ một sản phẩm bổ sung hay loại protein nào. Mới đây, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội ở Trung Quốc ghi lại cảnh ông Joe Hebin tập luyện thể lực tại các bậc thang trên một đỉnh núi ở Trùng Khánh. Joe Hebin nhảy nhanh thoăn thoắt hơn cả những người leo núi đang đi bộ. Nhiều người leo bậc thang cạnh đó nhìn Joe với ánh mắt ngưỡng mộ. Trong 50 phút, cụ ông đã đi lên tới đỉnh nhờ thực hiện động tác bật nhảy qua 6.000 bậc. Sau khi nghỉ ngơi, ông tiếp tục động tác bò xuống bằng hai tay và hai chân. Quá trình này kéo dài 1 tiếng. Chú chuột cổ tích bước ra đời thực khi bí mật dọn dẹp đồ đạc hàng đêm cho chủ nhà. Một nhiếp ảnh gia chuyên chụp động vật hoang dã Rodney Holbrook ở Anh đã kể về việc những đồ vật mà ông để lên tinh đã trở lại vị trí cũ một cách bí ẩn chỉ sau một đêm. Vì vậy, ông đã đặt một máy quay có khả năng ghi hình trong đêm tối trên bàn làm việc để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kết quả, đoạn video quay trong đêm cho thấy một con chuột rất tận tâm thu thập kẹp mốc quần áo, nút chai, bu lông ốc vít rồi đặt chúng vào khay trên bàn làm việc của Holbrook. Holbrook thậm chí còn thử để lại nhiều đồ vật khác nhau để xem liệu con chuột có thể nhấc chúng lên hay không, nhưng con chuột không hề nản lòng. Holbrook nói, tôi không thể tin được khi nhìn thấy con chuột đang dọn dẹp, nó cất mọi thứ vào khay. Tôi giờ đây không còn buồn dọn dẹp nữa, vì tôi biết con chuột sẽ làm việc đó. Tôi để mọi thứ ra khỏi hộp và nó sẽ đặt lại vị trí cũ vào buổi sáng. Đoạn video đã khiến người xem ngỡ ngàng. Người phụ nữ đòi bồi thường vì có sợi tóc trong nồi lẩu, chủ nhà hàng sốc nặng khi xem camera. Một người phụ nữ đã bỏ tóc vào nồi lẩu sau đó yêu cầu một nhà hàng ở miền Đông Trung Quốc bồi thường gấp 3 lần. Đoạn phim được quay lại tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông Trung Quốc. Ông Jiang, chủ nhà hàng, tiết lộ rằng vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ tối. Người phụ nữ cùng bạn đã gọi món trị giá hơn 300 nhân dân tệ. Tuy nhiên, cô đã phàn nàn về việc tìm thấy tóc trong nồi lẩu và nhất quyết đòi bồi thường gấp 3 lần. Mặc dù nhận thấy hành vi đáng ngờ của vị khách này, nhưng các nhân viên vẫn chọn giải pháp hòa bình, không vạch trần và từ chối yêu cầu bồi thường của cô. Điều đáng kinh ngạc là sau hành động đó, họ vẫn tiếp tục thưởng thức món lẩu. Rạng sáng ngày hôm sau, Jiang đã đăng đoạn clip giám sát lên mạng. Chỉ khi xem đoạn phim, người phụ nữ mới xin lỗi và yêu cầu xóa nó. Chủ nhà hàng đã quyết định không làm vấn đề leo thang, nhưng vẫn cảnh báo cô về những hành vi sai trái trong tương lai, đồng thời bảo lưu quyền khởi kiện. Jiang cũng cho biết chiếc nồi mà nhóm khách này sử dụng đã bị bỏ đi. Tên trộm siêu ngớ ngẩn báo cảnh sát việc mất cái bình ngọc mà chính mình ăn cắp. Một vụ trộm kỳ lạ vừa xảy ra tại ga đường sắt thành phố Trường Nam, Hồ Nam, Trung Quốc. Một người đàn ông họ Lý lo lắng trình báo với sở cảnh sát đường sắt Trường Sa về việc bị mất hành lý khi đang mua vé. Trong hành lý có chiếc bình ngọc mà theo Lý là được ông nội anh ta mua ở Hồng Kông với giá 8.000 nhân dân tệ, khoảng 27,4 triệu đồng. Cảnh sát nhanh chóng tìm ra nghi phạm qua camera giám sát và thu hồi tang vật. Tuy nhiên sau đó họ nhận ra người đàn ông này không thể giải thích rõ ràng về giá trị và nguồn gốc chiếc bình ngọc. Cảnh sát tham khảo ý kiến của các chuyên gia và được biết rằng giá trị của chiếc bình ngọc ít nhất phải là 8.000 nhân dân tệ, khoảng hơn 274 triệu đồng, gấp 10 lần mức giá mà Lý tuyên bố. Cảnh sát ngay lập tức liên lạc với gia đình Lý để xác minh sự thật. Người thân của Lý cho biết họ chưa bao giờ nghe về chiếc bình ngọc ông nội để lại. Cuối cùng, Lý đành thú nhận mình đã lấy trộm chiếc bình ngọc trong két sắt ở một quán trà tại Thâm Quyến cách đây một tháng. Vì món đồ này quá khó tiêu thụ nên anh ta định mang đến Thâm Quyến để trả lại. Cảnh sát Trường Sa đã bàn giao Lý cho cảnh sát Thâm Quyến. Vụ trộm vẫn đang được điều tra thêm.